giờ giải trí 22 giờ tối thứ bảy đã đến. Chúng ta cùng đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 chàng trai nhà họ. Đầu tiên là ba Hồng Phúc, con trai anh Tuấn. Ba Đỉnh Đạt, con trai Tài Hoa. Gia đình thứ hai là mẹ Hồng Ngọc, con trai Minh Huy. Mẹ Dịu Dàng, con trai Ấm Áp. Gia đình thứ ba là mẹ Thanh Thủy, con trai Tuấn Dương. Mẹ Tháo Vát, con trai Chỉnh Trạc. Và cuối cùng là ba Hoàng Nam, con trai Gia Hưng. Ba Hoạt Bát, con trai Trẻ Trung. Và hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của đêm nay, đó chính là Đăng Thư. Nguyễn Nhật Đăng Thư, 24 tuổi, hiện Đăng Thư là sinh viên Marketing năm 2, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng có thời gian sang Mỹ du học và sau đó quyết định quay trở về Việt Nam học thêm một ngành khác. Đăng Thư là một cô gái tài giỏi, tháo vát, sở hữu thành tích học tập vô cùng ấn tượng. Mọi người nhận xét về Thư là người hiền lành, dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, sôi nổi và rất tâm lý. Điểm mạnh của cô là tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Đăng Thư có khả năng tự chủ về tài chính và cầu tiến trong sự nghiệp. Đăng Thư mong muốn tìm được một người bạn trai cao từ 1m75 trở lên, học vấn cao vì gia đình cô rất coi trọng việc học hành. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nha. Dễ thương quá trời ơi. Rồi, chào anh. Bây giờ giới thiệu trước cho Thư biết là bên tay trái của chúng ta là 4 đại diện của 4 nhà trai. Dạ. Phụ huynh đang có mặt tại đây, còn 4 cậu con trai ở trong phòng chờ. Dạ. Sẽ không có được thấy mặt con trai đâu. Dạ. Chỉ mới thấy 4 đại diện nhà trai thôi. Cho nên anh nhường lời lại cho em chào 4 đại diện nhà trai trước nha. Dạ vâng. Dạ. Dạ, dạ à, con kính chào 4 vị phụ huynh ạ. Dễ thương quá. Con tự giới thiệu, dạ con tên là Nguyễn Nhật Đăng Thư, con sinh năm 2000, con 24 tuổi và con đang là sinh viên năm 2 ngành marketing của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đại học thứ hai của con tại vì con đã từng du học 7 năm bên Mỹ. Dễ thương. Dạ, 4 phụ huynh nhà trai thấy ổn không ạ? Ổn. Dễ thương ha, quá ngon lành. Thưa quý vị, đây chính là Đăng Thư, là cô gái xinh đẹp của tối nay và 4 chàng trai ở trong phòng chờ. Quý vị đang thấy trên màn ảnh sẽ chinh phục cô gái này. Thông Gia Song Đấu, một bữa đại tiệc cảm xúc về tình yêu đôi lứa. Bên cạnh đó còn là sự góp mặt đặc biệt của những người làm cha làm mẹ cùng đến đây để mong muốn tìm cho con mình một nửa yêu thương. Ngày hôm nay để xem nữ chính xinh đẹp của chương trình là Đăng Thư có tìm thấy được hạnh phúc hay không. Chúng ta cùng làm quen với Đăng Thư sâu hơn nữa quý vị nha. Thư thân mến. Dạ. Đi du học về hồi nào? Dạ em về hồi tháng 3 2022 là cũng được hơn 1 năm rồi anh. Hơn 1 năm? Dạ. Sao về giống ở bên học luôn mà làm luôn đi? Dạ, dạ tại vì lúc mà em học bên Mỹ thì em học ngành y tá mà em dính ngay mùa dịch. Thì em đi thực tập ở bệnh viện ngay mùa dịch thì em bị ám ảnh, kiểu em bị sợ anh. À, Việt Nam mở lại chuyến bay quốc tế thì em book vé em về luôn. Rồi điều gì gắn kết để em ở lại đây luôn? Dạ tại vì lúc mà em về là em đã xác định là em về Việt Nam luôn rồi. Thì em đã về Việt Nam là em quyết định là em sẽ học đại học một ngành khác nữa. Tại em quá sợ ngành y rồi. Nên em quyết định chọn một ngành kiểu nó khác hẳn ngành y luôn, là ngành marketing thì nó... Có nghĩa mình hoàn toàn hiểu ngành y là một ngành cao cả chứ không gì cả. Dạ đúng. Nhưng dạ, mà đúng. Cái áp lực của mỗi người để chịu đựng được những cái gì mình đã thấy, dạ, những vâng. gì mình đã kinh qua, đặc biệt là trong một trận đại dịch toàn cầu như thế. Dạ. Thì mình không chịu nổi đúng không? Dạ. Mình ám ảnh hoài hình ảnh đó cho nên không dám làm nữa. Dạ đúng. Dạ. Khi mà về Việt Nam rồi với một cô gái đã từng đi du học với nền
nền tảng kiến thức tốt như vậy thì chắc chắn là mình rất là dễ tìm kiếm tình yêu chứ nhỉ? Dạ, thật ra thì em đó giờ em cũng chưa có mối tình nào chính thức hết. Ủa vậy hả? À, dạ, là từ đó giờ luôn? Dạ, ý là những mối tình của em trong quá khứ là nó chỉ dừng lại ở cái mức tìm hiểu thôi, chứ em nếu mà chính thức thì em chưa bao giờ cho một cái mối tình chính thức hết. Ừ. Thì em về Việt Nam thì lại càng khó hơn em nữa, tại vì cái môi trường của em á thì em toàn gặp những người nhỏ hơn em. Tại vì em đi học thì em chung với những bạn nhỏ hơn em 4 tuổi. Xong em cũng đang đi làm thêm thì em cũng đang đi dạy tiếng Anh, thì những người chung với em cũng là nhỏ hơn em. Dạ, cho nên kiểu em là thích người lớn hơn. Chắc chắn là sẽ có những bạn nhỏ tuổi, lớn tuổi hoặc là bằng tuổi mình luôn trong chương trình này. Mặc dù mình không thích nhỏ tuổi hơn, nhưng biết đâu khi ngày hôm nay gặp gỡ rồi mình thấy cũng thú vị rồi sao? Dạ. Phải không? Dạ vâng. Rồi nè, thường những cô gái, chàng trai mà được đi du học nước ngoài tư tưởng thoải mái lắm. Dạ đúng. Còn em tại sao lại ít thoải mái hơn? Chỉ tìm hiểu thôi chứ không có gắn kết yêu đương giống như nhiều người. Dạ, tại vì nghĩ là do tính em là em rất là khó trong cái chuyện tình cảm nha. Em khó, kiểu gu của em đó giờ là em thích những bạn nam có tính tự lập cao. Tự lập cao? Dạ vâng. Bên cạnh tính tự lập, những cái tiêu chí nào mà em cần nữa? Dạ thì tự lập là cái quan trọng nhất của em. Thì ngoài ra em thích những người cao hơn em. 1m8 là ok. Dạ, 1m8. 1m8 mới ok. Vậy nếu không được 1m8 ok, các thứ còn lại được không? Vậy cũng được. Với lại em thích những người kiểu thuộc về cái tiếp người hành động nhiều hơn là nói á. Thích những người làm thôi. Hành động nhiều hơn là nói. Dạ, em cũng thích những người mà kiểu cứ nói lời ngọt ngào hoa mỹ nhưng mà không có làm được gì lắm, thì em cũng không thích những người như vậy. Anh hiểu, khi mà cô gái được đi du học ở nước ngoài, cái quan trọng mình thấy được cái sự tự lập của một người rất là cao. Dạ, vâng. Và người ta thường nói một người tự lập ở đây là gì? Tự lập ở đây là cái người đó phải biết quan tâm chăm sóc cho chính bản thân họ thật tốt. Dạ đúng. Và tôi tin rằng là cái người đã chăm sóc tốt cho bản thân mình sẽ biết cách chăm sóc tốt cho người khác. Dạ đúng rồi. Bằng hành động, đúng không? Dạ vâng. Chúng phải chỉ nói mơ hồ. Rất là thú vị và chào đón em đến với Thông Gia Song Đấu. Vậy thì chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn và quan trọng gặp được một nửa yêu thương của mình. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Thưa quý vị, Đan Thư đến đây với một tâm thế rất tuyệt vời, một cô gái đã từng là du học sinh nước ngoài từ năm 15 tuổi, vừa quay trở về Việt Nam được năm mấy nay thôi và mong muốn tìm kiếm tình yêu, có quan điểm tình yêu rõ ràng. Chúng ta dành một tràng vỗ tay chúc cho Đan Thư tìm thấy tình yêu của mình. Và giờ đây, hãy cùng làm quen với Hội đồng Nhà Gái, xin mời. Dạ xin chào Hội đồng Nhà Gái. Dạ xin giới thiệu Hội đồng Nhà Gái. Bên tay trái của chúng ta đó chính là 4 vị phụ huynh, 4 đại diện nhà trai đến đây ạ. Bây giờ mời nhà gái mình giới thiệu ạ. Dạ xin mời. Dạ. Xin chào 4 vị phụ huynh của các nhà trai. Tôi tên Kiều Dung, 58 tuổi. Tôi là mẹ của Đăng Thư. Chào chúng tôi đến Dung từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào đón mẹ đến với chương trình. Dễ thương quá. Dạ mời vị kế bên ạ. Em là Ngọc Điệp. Em 57 tuổi. Em là em của mẹ của Thư. Em chào bốn vị phụ huynh. Dạ chào đón dì đến với chương trình. Dạ cảm ơn dì Điệp. Dạ em tên là Nguyễn Thị Hồng Đào. Xin chào quý khán giả, xin chào anh Hiếu. Em là chị họ của Đăng Thư ạ. Chị họ của Đăng Thư, dễ thương quá. Rồi. Dạ với mẹ thì con gái của mẹ đã từng được đi du học nước ngoài, dạ, được thừa hưởng những kiến thức, những trải nghiệm sống và dạ, đặc biệt là em sống tự lập nữa. Dạ đúng. Thì theo mẹ nha, mẹ chọn một người đàn ông nào, mà chọn một chàng rể tương lai như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Đừng chọn theo gu em nha, theo mẹ đi. Rồi, theo rồi. Mẹ đi. Dạ, rồi. Mẹ đi. Rồi rồi, mẹ sẽ coi như là mẹ sẽ nói theo ý của mẹ trước. Đúng. Nha. Rồi, tức là nhà của mẹ hồi nào tới giờ á là chú trọng vào cái việc học. Dạ. Thành ra mẹ muốn á bạn trai của Thư á, con rể tương lai của mẹ đó, là phải có một cái trình độ học vấn nhất định, một yeah, cái trình độ nhận thức coi như là cũng phải nhất định. Rồi thí dụ như bạn đó lúc mà đi học á thì có cái thành tích học tập nào mà nổi trội á thì đó là điểm cộng cho bạn. Đúng. Rồi cái quan trọng nhất á là tại vì gia đình của mẹ đó là luôn khuyến khích cho anh hai Thư và lẫn Thư là cho cả hai anh em của bạn một cái cần câu. Yeah. Hướng dẫn hai anh em câu rồi tự động có cá thì tự động thưởng. Chứ là nhà mẹ thì không có mà cho cá. Hay quá. Đó, thành ra mẹ cũng muốn là con rể tương lai của mẹ cũng biết câu cá giỏi. Hay quá. Tuyệt vời. Đúng là quan điểm của một gia đình
đầu tư bài bản cho con ăn học đến chốn thì cũng phải có những cái tiêu chí nhất định, phải không mẹ? Dạ. Em là chị họ của Thư ha. Dạ. Thường có hay tâm sự chuyện tình yêu không? Dạ cũng ít đó, tại vì á em bận việc rồi Thư cũng đi hay du học xa á. Dạ. Dạ. Thư cũng mới về là gần đây thôi. Khi đi cà phê đi xem phim thấy một người con trai nào đó có vẻ ngoài hấp dẫn chút xíu, Thư có nhìn không em? À, thấy cha hấp dẫn em còn nhìn nữa không? Dạ. Thưa quý vị, tôi tin rằng cuộc sống này nó đều có lý do, nó đều có cơ duyên cả. Cái duyên cô gái này quay trở về quê hương chắc chắn cũng là có lý do. Cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay cũng là cái duyên để gia đình mình đến đây. Và hy vọng cùng nỗ lực để tìm cho Thư một nửa yêu thương thành công ngày hôm nay, được không ạ? Một tràng vỗ tay mời nhà gái vào vị trí. Nhà gái đã vào vị trí rồi. Bây giờ chúng ta ngay lập tức làm quen với từng nhà trai đến với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là nhà trai ở vị trí số 1. Dạ xin mời giới thiệu ạ. Xin chào mọi người. Tôi tên là Hồng Phúc. Tôi đến từ Bình Dương. Con trai tôi tên là Lê Nguyễn Anh Tuấn. Chào đón ba Phúc đến với chương trình. Gia đình nhà trai số 2 xin mời. Xin chào mọi người. Tôi tên là Hồng Ngọc và là phụ huynh của Minh Huy. Gia đình chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ Ngọc đến với chương trình ạ. À. Gia đình số 3 là quê ngay thôi ạ. À. Xin chào chương trình. Tôi tên là Thanh Thủy, mẹ của Tuấn Dương. Tôi đến từ Hải Phòng. Chào đón mẹ Thủy. Dạ. Tiếp theo, mời gia đình số 4 giới thiệu ạ. À. Chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Nam, mình là ba của Gia Hưng. Mình đến từ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang ạ. À. Dạ, chào đón bà Nam. Gia đình nhà gái thấy không? Hải Phòng bay vô, Kiên Giang đi lên. Đó, rồi hai gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ, cho thấy được rằng là chúng ta xúc động ha. Dạ. Rất cảm ơn những người làm cha làm mẹ đã dành thời gian đến tham dự chương trình này vì con của mình cả. Rõ ràng con của mình hạnh phúc là mình vui rồi, cho nên không quản đường xá xa xôi, phải không? Như vậy là thưa quý vị, nhà trai và nhà gái đã giới thiệu với nhau xong rồi. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu ngay đến với phòng đầu tiên của Thông Gia Song Đấu mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, rõ ràng với những bậc làm cha làm mẹ thì con mình luôn luôn là điều quý giá nhất và cha mẹ luôn dành hết những tình cảm dành cho con. Nhưng tại vòng Con Tôi Là Số 1 này, hãy cân nhắc thật kỹ mẹ nha. Dạ, tại dạ. Vì mình không có được thấy mặt con trai người ta mà dừng liền rồi. Đôi khi chăm nghe không bằng một thấy, dạ. Mà ở đây mình không được thấy, mình đã phải đưa ra quyết càng, định. Mình phải dạ. chọn kỹ càng. Cho nên phải kỹ càng. Cảm hơi uổng tiếc. Uổng tiếc hả? Dễ thương quá. Thưa quý vị, vậy để xem liệu rằng quyết định của nhà gái ở vòng đầu tiên này có gây ra sự tiếc nuối hay là uổng như là mẹ nhà gái nói hay không. Thưa quý vị, ngay bây giờ để xem 3 Phúc ở vị trí gia đình số 1 sẽ chọn hành động gì để giới thiệu về con của mình. Ba sẵn sàng chưa 3 Phúc? Dạ sẵn sàng. Một tràng vỗ tay cổ vũ cho 3 Phúc. Mời 3 Phúc bắt đầu. Cảm ơn 3 Phúc. Dạ, mời Tông cùng vị trí ạ. Em đoán là gì? Em cũng nghĩ là mới đây em cũng nghĩ là ca sĩ. Nhưng ca mà sĩ. Tại vì thấy chú sau đó có nhảy nên em cũng biết có thể là vừa vũ công. Không, vũ công ở đâu ai nhảy gì chứ. Quá phô múa đi. Nhảy thấy lạ không? Coi chừng một nghệ sĩ tập kỹ. À dạ, cũng có thể. Cũng có thể dạ. ha. Thú vị quá. Nhà gái mình đoán sao ạ, mẹ Dung? Mới dạ. đầu á thì nhà trai
cái động tác đầu tiên đó thì mẹ cứ nghĩ là ca sĩ. Yeah. Nhưng mà sau đó thì cái tổ hợp sau á thì mẹ lại nghĩ là dancer. Nhưng mà nếu mà kết hợp hai cái lại á thì các diễn viên tập kỹ. Đúng rồi. Dì thấy sao ạ? Dì mới đầu dì cũng đón giống như mẹ của Thư. Dạ. Tưởng đâu là khiêu vũ á. À, cũng có thể là bạn này khiêu vũ nha, chứ không phải là dancer đâu nha. Tại vì nhảy giống y là cha cha luôn. À, cha cha cha. Y như cha cha luôn. Hay. Dạ ba ơi, không biết là chương trình có đoán đúng hay không. Vậy thì ba hãy cho chúng tôi được biết những hành động vừa rồi, giới thiệu điều gì về con mình, cũng như vì sao con ba là số 1 thưa ba. À, nói chung là cảm ơn bên phía gia đình họ gái. Thì cái đoạn này mình có nhảy lại thì nói chung nó cũng chưa có hoàn hảo lắm, lúng lắm thì nó cũng hơi có phần hơi rung. À, nhà trai lại có ba cái khiếu luôn, là vừa là hát hay luôn. Hay quá. Vừa hát hay, vừa là nhảy được cái điệu có là rumba cha 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 nữa đó. Ồ. Và đó quá. Cha cha rồi. Rồi vừa tối và vừa lui nữa, cha cha nữa. Con trai tôi tên là Lê Nguyễn Anh Tuấn, là sinh năm 2001, cao là 1m78. Là đang học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật năm thứ hai, hát rất là hay, đi dạy đàn ở ngoài đó. Luôn. À, dạy đàn giỏi đó. Quá. Hát hay mà đàn giỏi. Con trai tôi là số 1. Dạ. Tính tình em sao ba ha? Tính tình của con trai nói chung là rất là vui vẻ, rất là dễ tính, hòa đồng với mọi người lắm. Ngoài những cái sở thích là hát và đàn đó thì còn thích chơi thể thao như là nấu ăn và chơi bóng rổ, và rất là thích đi vui chơi hay đi du lịch gì đó. Dạ. Rồi, hy vọng là rất là hợp với lại cái gu của nhà gái bên đó. Con trai tôi là số 1. Dạ, vẫn là số 1 thôi, chắc chắn rồi. À, như vậy là cái hành động mà ba dày là không phải là em nó biết nhảy, mà em nó giai điệu á, đánh đàn á, em nó tạo ra giai điệu. Em thấy sao? Dạ em ấn tượng với bạn, tại bạn rất là tài năng và có rất nhiều tài lẻ, nó rất ấn tượng. Mấy bạn em tám ổn không? Dạ ổn, dạ ok. Ổn ha. Rồi, và nhà gái mình thấy sao với thông tin này ạ? Đúng là con trai của ba là số 1, với những cái tài lẻ mà ba vừa nói thì thấy cũng được đó. Cảm ơn ba. Dạ, cảm ơn mẹ. Còn em thấy sao? Tại vì anh còn đi học, không biết là anh đã có chững chạc hơn chưa và có khả năng mà có thu nhập ổn định để lo được khi mà anh đi học, hay là cũng phải dựa vào gia đình đó. Mình quan tâm cái này tại vì đó, tại vì bé Thư nó khá là tự lập rồi. Dạ. Nó tự đi dạy và bé cũng có kinh tế riêng của bé. Cái này là quan trọng ha. Dạ. Hỏi nhà trai đi. Dạ. Không biết chú có thể có trả lời giúp con mấy câu hỏi đó không ạ? Đây cũng xin trả lời là con trai tôi làm ngoài cái đi học chính á thì còn về phụ giúp gia đình, rồi cũng quét dọn nhà cửa, trồng cây, tưới nước rồi đó. Dạ. Rồi xong rồi đi làm thêm, là đi nói chung là đi làm nhà hàng phục vụ là F&B đó. Nói chung là mình phụ lặt vặt để mình kiếm thêm thu nhập để mình trang trải cuộc sống học chứ. Dạ. Đó, rất là giỏi lắm. Nói chung là con trai tôi là số 1, chị yên tâm. Dạ. Mình hỏi một hồi là cũng con trai là số 1 thôi, nhưng quan trọng là mình ghi nhận được em có đi làm thêm ha. Thì mình thấy sao nè? Thấy cũng bạn cũng khá là tự lập đó. Được ha. Dạ. Ghi nhận. Dạ. Dì ơi, còn dì thấy sao dì? À, 1m78 thì cũng ok. Cũng miễn cưỡng được đi. Miễn cưỡng. Nhưng mà cái thu nhập thì em đi làm nhà hàng, cái thu nhập thì nó còn ấy quá, ấy quá. Dạ. Khả năng nếu mà lấy vợ thì lấy gì nuôi. Dạ. Là gì muốn quen là cưới liền hay sao? Không phải, ý là nói vậy thôi. Chứ chưa, dạ. Tụi nó còn tìm hiểu nữa mà. Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải là muốn là được đâu, đúng không? Dạ. Phải còn gặp nhau, còn giao lưu. Tại sợ bây giờ mà dì kêu mà so tài sản của hai đứa là khó. Bé đi nước ngoài về đang đi dạy học có tiền, còn nhóc đi làm F&B đó gì. Mình ghi nhận ở đây em có hai cái điều mình lấn cấn nhất. Thứ nhất là em đang học là có trình độ nè. Dạ. Thứ hai là em biết cách đi làm là biết cách câu được cá nè. Dạ đúng. Phải không mẹ? Dạ đúng. Ghi nhận dạ, điểm đúng. Cộng đi, vỗ tay. Dạ, dạ. Thưa quý vị, mới là gia đình đầu tiên thôi nhưng đã có nhiều sự suy luận từ phía gia đình nhà gái rồi. Gia đình thứ hai sẽ như thế nào? Cùng đến với mẹ Ngọc. Mẹ sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cổ vũ mẹ Ngọc. Mời mẹ Ngọc.
Hay quá, cảm ơn bạn Ngọc. Mời bạn Ngọc về vị trí ạ. Em đoán sao? Cái đầu tiên của mẹ thì em nghĩ là bạn nam đó thích đọc sách. Còn cái thứ nhì là em nghĩ là nhân viên văn phòng hay đánh máy tính. Còn cái thứ ba em nghĩ là bạn đó chắc là giỏi nấu ăn. Còn cuối cùng chính là bạn đó thích cây cối thiên nhiên, cây cối hoa lá. Dạ, nhà gái đoán sao? Tức là mới đầu á, cái tổ hợp đầu á thì mẹ nghĩ là chắc là bạn trai đó là làm nhân viên văn phòng. Dạ, cái đầu là gì nè? Thì có thể mẹ nghĩ là chắc không là phải đọc sách mà giống như là mình ghi chép cái gì rồi xong xuôi mình để qua một bên. Rồi cái tổ hợp thứ nhì á là bạn đó là biết nấu ăn. Dạ, tổ hợp thứ nhì là gì? Máy tính. Thì coi như là bạn đó là nhân viên văn phòng, thì trong cái là nhân viên văn phòng là phải dạy đúng không? Rồi xong xuôi cái thứ ba dạy là nấu ăn, cuối đó là hay vuốt nhà chắc nuôi chó nuôi mèo đó. Có thể, còn nếu không là nựng mấy cây bông cây hoa gì đất á, có thể yêu thiên nhiên, yêu động vật nhiên đó vậy đó. Hoặc cũng có thể đây là một chàng trai có một cái công việc ổn định đúng không? Dạ. Vừa đi làm này vừa nấu ăn giỏi là một chàng trai chu toàn đấy chứ. Dạ. Đúng rồi, mình nghĩ tích cực đi. Dạ. Dạ thưa mẹ Ngọc, với những gì mẹ gợi ý vừa rồi qua hành động đó thì mọi người đoán có đúng hay không, và quan trọng là vì sao con mẹ là số 1 với mẹ. Mời mẹ bắt đầu. Xin chào mọi người. Con trai tôi là Nguyễn Đức Minh Huy. Cháu sinh năm 2004. Thì những cái hành động vừa qua đó là cháu thích đọc sách, nhất là về những sách về khoa học kỹ thuật và máy tính. Thì cháu sẽ tiếp thu những cái kiến thức mới từ cái sách cháu đã đọc và cháu thực hành trên máy tính. Ngoài ra thì cái sở thích của cháu đó là nấu ăn. Thì nhà gái đoán cũng đúng là nhà cũng có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà cái bạn ấy nấu ăn á là bạn ấy cho các em mèo hoang ở ngoài đường ăn. Dễ thương quá. Tâm bạn lành quá, tâm bạn tốt quá. Cảm ơn. Thì cái đó là cái sở thích lúc rảnh của bạn Huy. Bạn hiện giờ là đã đi làm và có thu nhập ổn định. Hay quá. Quá ổn. Sao nữa ạ? Ngoài ra thì bạn ở nhà, bạn là con út nhưng bạn có tính tự lập rất là sớm. Hay quá. Năm lớp 10 là bạn đã đi làm thêm, bạn kiếm thêm thu nhập để trang trải cho những cái sở thích của bạn. Ngoài ra hiện giờ bạn đã tạm ngưng công việc học tập. Bạn đã học hết lớp 12 và bạn tạm ngưng công việc học tập tại ngay đó để bạn đi làm, để bạn có những cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm tốt hơn, và sau này thì bạn sẽ quay về công việc học tập. Dạ. Em làm công việc hiện tại chính là gì ạ? Thì em hiện giờ em đang làm những công việc liên quan tới thẻ tín dụng. Tư vấn của thẻ tín dụng. Với tôi, những gì nãy giờ tôi kể và với gia đình tôi thì con tôi là số 1. Tuyệt vời. Một chàng trai yêu thương động vật chắc chắn là sẽ có những cái xúc cảm và lòng trắc ẩn. Dạ đúng. Đối với anh Hiếu thì không biết sao nha, anh Hiếu luôn đánh giá cao những người có lòng trắc ẩn. Dạ. Mình thấy nỗi đau của người khác hay của ai đó, của cây cối, của thực vật thì cái người đó chắc chắn là không bao giờ mà họ là một người xấu cả. Dạ. Họ luôn sẽ có những cái dòng chảy cảm xúc đó thì họ sẽ là một người tốt á. Nhưng quan trọng là cái chỗ này chắc mẹ nhà gái cũng nghe rất là kỹ, là bạn học tới lớp 12 đang tạm ngưng á. Thì không biết là mẹ có chịu hay không. Yeah. Nhưng riêng với em nè, tại vì sao hồi nãy anh Hiếu đặt câu hỏi ngược lại là nếu như học vấn nó không có được cao trọn vẹn như mình muốn mà biết câu cá thì chịu không, thì mẹ lại chịu. Còn em thấy sao? Dạ thì em mới đầu thì em cũng rất là ấn tượng về cái sự tự lập của bạn. Nó cũng hợp với lại cái gu của em, là em với lại cũng giống em, lại cũng tự lập từ sớm. Nhưng mà em cũng hơi băn khoăn tại vì bạn cũng nhỏ hơn em 4 tuổi. Có khá là nhiều sự khác biệt đó, thì em cũng khá là trăn trở cái việc đó. Với lại em cũng nhưng mà nếu mà bạn có sự tự lập mà bạn cùng việc học vấn của bạn như vậy thì em thấy nó cũng không phải là vấn đề gì hết. Em cũng ok. Việc một cô gái, một chàng trai ở Việt Nam ra nước ngoài du học từ năm 15 tuổi, em trải nghiệm đến mấy năm ở nước ngoài phải không? Dạ 7 năm. 7 năm ở nước ngoài thì bạn cũng vừa kịp lớp 10 đã biết đi làm kiếm tiền rồi. Dạ thì em thấy ok. Thì bây giờ cũng tương đương cái số năm bạn trải nghiệm kiếm tiền cũng na ná em. Dạ dạ đúng. Chỉ dạ. Khác cái môi trường thôi. Dạ. Quan trọng là anh đang nói cái tính tự lập của bạn cũng từ lớp 10 như mẹ kể là mình dạ. ghi nhận cái điều đó. Dạ, cho nên mặc dù chàng trai này nhỏ hơn mình 4 tuổi nhưng chưa chắc cái trải nghiệm là không bằng nha. Dạ, nhà gái thấy sao thưa nhà gái? Thì từ nãy giờ mẹ đang ngồi, mẹ Thư cũng chiêm nghiệm và cũng thấy đúng giống như là bạn nói như vậy, bạn MC nói đó.
Tức là Thư cũng 16 tuổi, Thư đi làm. Con trai của mẹ cũng 16 tuổi, cũng phải tự bươn chải. Mà mẹ cho mẹ Thư hỏi thêm á, là hiện giờ bạn là nhân viên tín dụng ở đâu ạ? Bạn là nhân viên tín dụng, là cộng tác viên. Dạ, thì đúng là bạn đã có cái sự mà bươn chải dày dạn trong cuộc sống rất là nhiều. Dạ, thì hiện giờ thì mẹ Thư có cái suy nghĩ là như vậy thôi. Dạ. Dạ, mẹ Thư cũng khen là bạn rất là giỏi. Dạ, vỗ tay. Em không biết là bạn cao một mét mấy à, tại vì đúng rồi đó. Ồ ha. Tại vì bé Thư là phải cần cao. Đó. Đúng rồi. Dạ. Riêng về chiều cao của bạn Huy thì thôi xin giữ lại. Đi tới vòng 2 thì bạn Huy sẽ được diện kiến nhà gái ạ. Dạ. Con bí mật. Đấy, bây giờ mật. Nếu muốn coi liền chiều cao con trai người ta là phải dừng cuộc chơi. Bây giờ người ta bí mật, người ta không nói. Một, có thể con trai người ta cao hơn. Hai, có thể là ngược lại. Đây cũng là một chiêu thức để nhà trai tạo sự tò mò cho nhà gái giữ lại ở vòng 2 thì sao? Đúng. Phải không? Mình có quyền, người ta có quyền làm điều đó mà, phải không? Dạ. Dì thấy sao dì? Dạ, dì thắc mắc là ở bên nhà trai nói là con trai là làm bên tín dụng, là cộng tác viên. Thì cộng tác viên thì lương không có bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu hết. Nên thấy hơi băn khoăn chút xíu. Dạ. Thì cũng thưa với gia đình nhà gái và đặc biệt là thưa với lại dì của Đan Thư, cái thu nhập của cháu á là đã ổn định. Tại vì cái cộng tác viên thì không phải là làm cho một ngân hàng mà làm cho nhiều cái ngân hàng khác nhau. Ví dụ giống như khách hàng này không phù hợp với lại ngân hàng A thì sẽ đẩy cái hồ sơ đó qua bên ngân hàng B. Và cái thu nhập mà hiện giờ của cháu là đã đủ để trang trải cho cuộc sống của cháu với những nhu cầu cơ bản như là đi du lịch. Và một phần không nhỏ trong cái thu nhập của bạn ấy thì bạn ấy dành cho cái công việc cứu hộ chó mèo. Và cái điều mà em Huy hiện giờ đang làm đó là hoàn toàn phi lợi nhuận, có nghĩa là dùng từ kinh tế của em Huy và kinh tế của gia đình để phục vụ cho những cái công việc đó. Quá dễ thương luôn. Ôi được quá chị ha. Thưa quý vị, mới hai gia đình thôi mà đã có nhiều tín hiệu tích cực rồi. Để xem gia đình thứ ba là mẹ Thủy sẽ chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu con của mình. Mẹ sẵn sàng chưa ạ? Cổ vũ mẹ Thủy. Cảm ơn mẹ. Em đoán sao? Mẹ em nghĩ là làm quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng. Tại vì em thấy cái hành động đầu tiên của mẹ em thấy như giống như là dẫn khách vô nhà hàng. Mời khách vô đúng không? Xong rồi cái hành động thứ nhì giống như là chỉ đạo nhân viên. Chỉ đạo nhân kiểu viên. Như là sửa bàn, sửa ghế nọ cho khách. Hay quá. Còn cái hành động tiếp theo em nghĩ giống như là đang chỉ đạo nấu ăn. Em thấy giống như là quản lý nhà hàng hơn. Gia đình nhà gái mình có đoán gì khác không ạ? Mẹ Thư thấy là đúng là giống như là có một cái cửa hàng nho nhỏ. Yeah. Thành ra bản thân bạn đó là mới đầu là host của cửa hàng, tức là mời khách vô, chỉ cho khách ngồi. Yeah. Rồi xong xuôi rồi tự bản thân của bạn cũng nấu nướng được. Mm. Rồi coi như là bạn làm hết, tại vì bạn mới lập nghiệp mà. Yeah, đương nhiên là bạn tuổi nhỏ, 20 ngoài chút xíu thôi. Đó, nhà khởi nghiệp trẻ. Nhà khởi nghiệp trẻ. Dạ, đúng rồi, mẹ nghĩ vậy. Em thấy giống như là anh là một quản lý một công việc gì đó và sở thích là nấu ăn. Có thể. Dạ. Em thấy như vậy á. Dạ. Ý là dì nghĩ là cậu này làm sếp. Ồ. Biết nấu ăn. Cũng có vài vế đó. À
cũng có dây dế, cũng có thu nhập ổn định. Đó, tại vì cái mặt hồi nãy căng lắm mà, lúc mà chỉ vậy nè. À. Đó, chỉ tay năm ngón chỉ có làm sếp thôi. Mẹ ơi, nãy giờ nhà gái đoán có cái nào trúng không? Và quan trọng, con của mẹ vì sao là số 1 ạ? Xin chào nhà gái và các bạn ở trường quay. Con mình sinh năm 90, tên Tuấn Dương, cao 1m72. Con trai mình học ở trường đại học ở Hải Phòng, khoa quản trị kinh doanh. Con mình đã có một thời gian làm việc ở Hà Nội, nhưng sau đó thì con mình chuyển qua kinh doanh. Hiện giờ đang làm chủ của cửa hàng, hai cửa hàng về ăn uống. Hay quá. Cháu thì tự lập từ nhỏ và cá tính thì rất mạnh mẽ, rất yêu thương gia đình, chăm sóc và lo cho gia đình rất là nhiều. Cháu rất là phù hợp với Thư và bên gia đình nhà gái sẽ được có những món ăn thiệt là ngon và cho cháu tự tay nấu ăn ở trong các nhà hàng dễ của cháu tự lập ra. Rất là nhiều khách hàng khó tính thì đều đến với cái cửa hàng của cháu để ăn uống, rất là thích. Và cửa hàng của cháu hiện giờ là thu nhập tương đối và là cao. Con của mình có lẽ là số 1. Mẹ ơi, em có hai cửa hàng ăn là bán về món nào mẹ ha? Các cháu thì cũng làm rất là nhiều món ăn. Dạ. Trong đó cháu có mấy món cà ri rất là ngon. Ồ. Em thích ăn cà ri không? Dạ em không biết ăn cà ri. Dạ em rất là ấn tượng với lại cái profile của anh. Tại vì anh tự lập từ sớm và anh rất là giỏi kinh doanh. Và anh với lại anh lớn tuổi hơn em. Dạ. Lớn tuổi hơn nhiêu đó được không? Ổn không? Dạ ổn. Nhà gái mình thấy sao với thông tin thú vị vừa rồi? Dạ em chào chị. Dạ chào chị. Em rất là ngưỡng mộ khi mà bạn đó còn trẻ tuổi mà đã có được hai cửa hàng ăn như vậy. Đó là nhà hàng hả chị? Dạ, một cái nhà, hai cái nhà hàng nhỏ. Dạ, cho dạ. Cháu tự tay mà nấu ăn luôn. À, tức là bạn là đứng bếp luôn. Đứng bếp nấu ăn luôn, bạn rất là giỏi nấu ăn. Dạ, tức là bạn không nhờ người khác về nấu, là tức là bạn sợ cái khẩu vị, cái đặc trưng của cái nhà hàng của bạn nó sẽ không có đúng với ý rồi bạn. Bạn rất là kỹ lưỡng về uống lên các nhà hàng của bạn rất là đông khách theo cái gu của người của khách hàng. Dạ. Thú vị quá. Dạ thú vị, dạ bạn giỏi quá. Con không biết là anh á, cái profile của anh nó rất là ok, nhưng mà năm nay anh sinh năm 90 là cũng 34 tuổi rồi. Tại sao mà giờ anh vẫn còn độc thân á cô? Do anh khó tính hay là như thế nào ạ? Thật ra con trai của mình á thì cũng hơi khó tính và tính cách rất là mạnh mẽ. Nên là có thể là những cái cô gái mà không vừa ý nó thì nó không đồng ý. Và nó chọn lựa cũng tiêu chí cũng có thể là hơi cao một chút xíu. Là cũng có một vài cái mối tình nhỏ nhỏ gọi là giống như là của Thư vậy đó. Tức là nó chưa đi tới đâu hết. Và tới bây giờ nên là mới như vậy. Cháu em thì đi du học về, tính tình thì thoáng đãng chút. Nhưng mà con trai của chị thì 34 tuổi mà hơi khó, là chắc sợ gia trưởng nên thấy hơi căng. Thì thật ra cháu thì nó không có gia trưởng. Cháu thì cái tính cách của cháu nó mạnh mẽ, tự lập. Nên là bên nhà gái cứ yên tâm. Có thể là con nhà mình rất là hợp với Thư đó. Dễ thương và ý là mẹ nói là bạn chỉnh chu. Rất là chỉnh chu và rất là cá tính, rất là cá tính. Thưa quý vị, đó là cậu con trai gia đình số 3 qua lời kể của mẹ Thủy. Vậy thì để xem gia đình còn lại ba Nam sẽ chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con trai của mình. Ba sẵn sàng chưa ba Nam? Sẵn sàng. Dạ, vỗ tay ủng hộ ba Nam. Mời ba bắt đầu. Rồi xong luôn. Rồi. Nghĩ rồi. Hay quá. Ngon. Yeah.
Cảm ơn ba Nam. Hành động đi lúc đầu có phải người mẫu hay không mình không biết, nhưng nếu là người mẫu thì mình nghĩ ra ngay được là chiều cao phải lý tưởng. Yeah, yeah. Phải không? Đúng, đúng. Dạ, mẹ nghĩ sao mẹ? Mẹ đoán đó thì sao? Mẹ cũng nghĩ y vậy đó. Tức dạ, là ba ra ba làm là mẹ thấy là người mẫu. Dạ. Rồi xong xuôi những cái tổ hợp sau thì mẹ nghĩ bạn đấy là BT. Mà nhờ là bạn là BT nên bạn có cái một cái vóc dáng đẹp, cân đối, khỏe chính mạnh, sáu múi nên bạn mới được là người mẫu. Chính xác. Thì dì thấy cũng giống như chị nãy nói đó. Dạ. Mới đầu là cũng dạ, mới tưởng bắt đầu tưởng người mẫu chứ. Dạ. Hiên ngang quá. Dạ, chắc chắc cháu đẹp trai à. Dạ, phải không? Đẹp trai là ngon lành ha. Dạ ba Nam ơi, nãy giờ mọi người đoán như vậy không biết có đúng không, mà quan trọng vì sao con ba là số 1. Mời ba Nam bắt đầu. Con của mình á thì cái hành động đầu tiên đó là hành động của người mẫu. Em cao nhiêu ba? Chiều cao của người mẫu thì mình không cần phải đoán nữa. Dạ. Theo ý của cháu đây thì chắc đã đạt rồi. Là đạt luôn. Dạ nghĩa đúng rồi. Nghĩa là 1m8 đó nha ba nha. Dạ đúng rồi. Wow. Dạ mình có thể trên lên một vài phân cũng được. Là 83. Cái động tác thứ hai á, là em đang ngoài là làm người mẫu thì em còn là một BT thể hình. Đúng luôn mẹ ơi. Và cái BT thể hình này thì cũng giúp em tự lập, có được nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, có thể tự lo cho bản thân, có thể đầu tư cho một người bạn gái và có thể là người vợ tương lai. Hay quá. Thì ngoài ra thì với một cái thân hình và sức khỏe như vậy thì nếu sau này cháu mà có thể là làm con dâu gia đình mình đó thì chuyện những chuyện nặng nhọc hay là ẵm vợ đi sinh đó thì không phải lo. Dạ. Thì mình cũng thấy là cái công việc giống như là với cái sức khỏe của cháu như vậy á thì có thể gọi là người đàn ông có thể che chở cho cuộc đời của con gái của chị. Hay quá. Thì không biết là chị và cháu cảm thấy cái người con của tôi có thể là số 1 không ạ? Là số 1 thôi. Là số 1. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chào quá tuyệt vời phải không? Dạ đúng rồi. Em thấy sao? Dạ đầu tiên là bạn này, em không biết bạn sinh năm bao nhiêu ạ? Bạn thì bạn sinh, bạn hơi trẻ. Bạn sinh năm 2005. Bạn là chính xác là bạn là con heo vàng. Là em 2000. Dạ em 2000. Bạn 2005. Dạ nhỏ em 5 tuổi. Tính ra là chiều cao là cao nhất mà cũng nhỏ tuổi nhất. Dạ đúng. Có một chi tiết này khi sẽ cho bên nhà gái sẽ có sự thuyết phục hơn. Dạ. Là do là hồi nãy mình có giới thiệu là mình đến từ Rạch Giá Kiên Giang thì nhà mình đó là kinh doanh về hải sản. Ồ. Và con gái của chị đi học về marketing. Thì người ta nói muốn buôn bán mà hanh thông á thì phải biết quảng cáo, quảng bá. Thì cháu về là giống như là hổ mọc thêm cánh. Dạ. Kim sinh thủy thấy chưa? Bên kia làm hải sản, kim sinh thủy là đúng luôn rồi. Mẹ thấy sao mẹ? Thì đúng như mọi người nói đó. Dạ. Tức là bé Thư của mẹ là học marketing. Và gia đình của ba là có một cái kinh doanh là về hải sản mà đúng cái xứ biển Rạch Giá luôn thì kinh doanh như vậy là đúng cái sở trường của cái địa phương của mình ở. Thì mà kinh doanh thì phải có quảng cáo thì đôi bên nó mới kết hợp lại và mới bay cao. Thì thật sự là ấn tượng với lại cái profile của con trai của ba. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Con tôi luôn là số 1. Dạ đúng ạ. Dạ em không có biết là bạn đó là công việc người mẫu của bạn là công việc chính hay là công việc BT công việc chính ạ? Công việc BT của bạn là công việc chính. Vậy là bạn mới vừa học xong 12 hồi dạ, năm đúng rồi. Dạ. Dạ. Mình cũng biết nhiều phụ huynh trăn trở là liệu cái nghề BT nó có như vậy thì có đủ hay không á. Nó có bền hay không? Nó có bền hay không á thì mình cũng chia sẻ thật là cháu mới ra lớp 12 thì mình cũng định hướng là con có 2 hoặc 3 năm để con đi theo con đường con đam mê. Nếu mà con đường nó không được á thì quay về quay trở lại học, quay về đầu tiên là phải tiếp nhận cái tiệm
Để mà hiểu là muốn làm giàu thì phải có cái gốc, sau đó là con mới có kiếm một cái người mà đi cùng để phát triển. Có thể con học thì có một người hỗ trợ, chứ không thể bây giờ cái như là xã hội bây giờ không thể một mình mà tự đi mà thành công được. Dạ. Yeah. Là mình cũng yên tâm phần nào về cái tài chính ha. Chỉ là cái động lực của em có đủ hay không để em trải nghiệm ở bên ngoài thôi. Dạ thưa quý vị, như vậy bốn gia đình nhà trai đã giới thiệu xong rồi. Quan trọng bây giờ sự khó khăn sẽ thuộc về nhà gái. Bốn gia đình nhà trai, nhà gái đều khen hết trơn hết trọi. Quan trọng là dừng gia đình nào mới thú vị. Vậy thì hãy cho nhà gái ít phút để thảo luận. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, xin mời mẹ nhà gái, mẹ của Đan, hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình mà mẹ quyết định dừng cuộc chơi ngay tại vòng này. Mời mẹ. Gia đình mà nhà gái quyết định dừng cuộc chơi là... Hãy cho chương trình kết quả cuối cùng. Người mà gia đình chúng tôi quyết định dừng cuộc chơi là gia đình số 2. Xin lỗi mẹ Ngọc. Chẳng lẽ con tôi bị loại vì lòng nhân ái, vì lòng trắc ẩn của cháu dành cho động vật bị bỏ hoang à? Dạ, không phải. Gia đình chúng tôi rất là đề cao cái tinh thần, cái tính nhân văn của con trai của mẹ. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với mẹ là như thế này, là bé Thư của mình á, là ngay từ nhỏ nó đã rất là sợ động vật, nó sợ lắm. Ngay cả cái con gà con chút xíu, lông tơ màu vàng ống mã có chút xíu thôi đó mà em cũng sợ. Thành ra chó mèo, mặc dù là chó cưng, mèo cưng, cái sợ hãi bẩm sinh của em. Dạ, cái nỗi sợ riêng dạ, cá nhân của mỗi người. Dạ, cái đó là trời bắt em phải như vậy đó. Là em sợ cả con anh, con thỏ cũng sợ nữa, con bướm cũng sợ, là con gì cũng sợ hết. Mà em cảm thấy như là em kiểu thở không nổi. Thành ra xin lỗi mẹ, xin mẹ thông cảm. À dạ không có gì, ý ở gia đình đây không phải là trách gì cả. Dạ. Nhưng mà ở đây chỉ là gia đình chia sẻ, chia sẻ và những nét tương đồng giữa hai cháu. Và mọi nỗi sợ đều có thể khắc phục nếu như ở bên cạnh mình có một điểm tựa an toàn. Con sợ con vật, nhưng mà bên cạnh con có người có thể điều khiển những con vật đó. Thì mẹ luôn là điểm tựa cho Thư, nhưng mà Thư vẫn sợ. Con trai mình là một người đàn ông thì đương nhiên người đàn ông đó sẽ biết cách để bảo vệ người phụ nữ của mình. Bạn ấy sẽ có cách khắc phục riêng, chứ không yêu cầu là bạn Thư là phải chăm sóc, là phải cứu hộ chung với cái đó, là cái sở thích của bạn ấy thôi. Dạ. Chứ không thể nào yêu cầu cái người phụ nữ của mình thích chung được với mình. Dạ, nhưng mà như thế này, cái đó là cũng một vài lần thôi. Nhưng mà nếu mà từ ngày này qua tháng nọ, qua năm kia thì sợ là con trai mẹ sẽ bực bội khi mà Thư cứ phải sợ cái điều rất là vô lý. Mình thì mình đang tính tới cái chuyện lâu dài. Dạ vâng. Dạ. Nếu như đó là lâu dài ha. Nếu bạn Huy đã biết bạn Thư bị sợ và bạn đồng ý với lại cái nỗi sợ hãi không thể khắc phục của bạn Thư, thì bạn Huy phải khắc phục cái sở thích của mình để hai bên có thể hòa hợp được với đồng nhau. Ý. Mẹ nói mẹ bảo đảm là con trai của mẹ sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà đó là mẹ đang nói, biết đâu bạn ấy không nghĩ như vậy. Đây không phải là suy nghĩ của mẹ không, và đó cũng là suy nghĩ của bạn Huy nữa. Bởi vì không thể nào bắt người khác đi theo cái sở thích của mình được. Còn thêm một điều nữa là khi nãy á, mẹ lại nói mập mờ, mẹ lại không nói rõ là con trai mẹ là cao bao nhiêu.
thành ra mẹ Thư cũng có cái độ cũng hơi tò mò và cũng thấy có cái độ là coi như là không chắc ăn. Giữa bạn Minh Huy và bạn Đan Thư thì có nét phu thê và có nét tương đồng về cả về chiều cao lẫn về sự hiểu biết và sau này cả học vấn mình cũng cam đoan là có sự tương đồng. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng ở đây mẹ nhà gái không phải chỉ có một lý do vì động vật mà có hẳn hai lý do, đó là sự mập mờ về chiều cao định là chiến lược của mẹ nhà trai, nhưng không ngờ rằng mẹ nhà gái cũng bắt bài. Để xem khi con trai của mẹ Ngọc xuất hiện tại đây, qua lời ăn tiếng nói của em và sự thưa gửi từ chính cái mong muốn và suy nghĩ của em về lòng trắc ẩn dành cho động vật, liệu rằng có làm cho mẹ của nhà gái thay lòng đổi dạ để đổi ý hay không? Chúng ta đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Và giờ đây chúng tôi quay trở lại để mời quý vị cùng gặp gỡ với gia đình nhà trai đầu tiên đã phải dừng cuộc chơi. Chúng ta cùng chào đón Minh Huy. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ rồi. Cao mét nhiêu? Dạ em cao mét 76. Có thể mình dùng cái chiến thuật mình giấu chiều cao phải không? Để cho bất ngờ bên kia surprise rồi kiểu vậy đúng không? Nhưng không ngờ rằng chiến thuật này đã chưa hiệu quả. Em tới 1m76 lần. Bây giờ anh hỏi em nè. Dạ. Nãy giờ mẹ giới thiệu em có cần bổ sung gì không? Hay đủ rồi? Dạ em thấy cũng đầy đủ hết rồi. Đầy đủ phải không? Anh hỏi em nè. Giữa bạn gái với mèo em chọn ai? Cái đó là cái sở thích cá nhân á, mình không thể nào mình bắt buộc hai cái đó phải hòa hợp với nhau được. Đã là sở thích cá nhân thì nếu sở thích ảnh hưởng đến người yêu của em thì sao? Vấn đề ảnh hưởng là ảnh hưởng như thế nào mới được anh ạ? Người yêu em sợ động vật. Nhưng mà có thể không để bạn tiếp xúc với động vật được mà. Bằng cách nào? Ví dụ như là động vật em nuôi ở nhà, còn bạn thì bạn có thể là... Em nuôi chỗ khác. Cái đó là bạn tới nhà thì em có thể để mấy đứa đó vô phòng. Để bạn không gặp được, bạn không tiếp xúc gần. Em thấy quyết định dừng cuộc chơi của nhà gái dành cho em hợp lý hay không hợp lý? Thấy cũng không hợp lý lắm. Không hợp lý chỗ nào? Tại vì sở thích thì mình có thể tìm cách để mình cân bằng cả hai được. Cô xin lỗi con là như thế này nè, tại vì cô là người bảo vệ Thư hồi nào tới giờ, nhưng mà năm dài tháng rộng là con sẽ khó chịu đó. Thành ra cô dừng cuộc chơi ở đây á, là cô nghĩ cho con đó. Cái đó với con thì mình có thể mình chia không gian ra. Nếu như mà tương lai xa ở chung á thì có thể là ở nhà chung mình không nuôi, nhưng mà mình để những bé đó ở bên một cái căn khác. Quan trọng là muốn tìm cách, không muốn tìm lý do đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây người ta không muốn rồi. Mình đưa ra đủ cái phương pháp để mình giải quyết vấn đề đó, nhưng người ta vẫn không chịu. Người ta vẫn một mực khăng khăng là vì chó mèo của em. Rồi người ta còn bắt lỗi luôn mẹ em là không có khai ra chiều cao. Thì thôi chịu thôi chứ sao giờ. Thư, muốn nói gì với bạn không? Thì thật ra thì em cũng đồng quan điểm với lại mẹ của em. Vấn đề là em bị bệnh này từ rất nhỏ rồi. Và thực sự là cái này làm rất là nhiều người xung quanh em khó chịu. Em biết là mẹ em còn khó chịu em nữa. Và bạn em cũng rất khó chịu em. Và lúc mà em ở nhà mướn ở bên Mỹ á, thì cái này cũng là một cái bất lợi cho em luôn. Cho nên em cũng không muốn điều này gây ảnh hưởng tới bạn. Cho nên em cũng thấy là điều này cũng không có hợp nhau với em với bạn. Nhưng mà em vẫn rất là ngưỡng mộ cái sự tự lập của bạn. Và em rất là ngưỡng mộ cái tình yêu thương trái mẹ của bạn. Thế chúc bạn Thư sẽ tìm được một người phù hợp với bản thân mình hơn. Và có thể làm quen được với cái tính và cái bệnh của mình để có thể hòa thuận hơn, hòa hợp với nhau hơn. Cảm ơn Huy. Dạ dễ thương quá. Dạ. Đầu tiên là phải cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một con trai có tấm lòng trắc ẩn. Chúc cho mẹ sớm gặp được một nàng dâu ưng ý. Thậm chí nếu nàng dâu nào đó mà thích động vật luôn càng tốt. Phải không? Dạ, cảm ơn MC và cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mẹ con mình. Dạ. Và điều cuối cùng là sau này nếu như mọi người mà có muốn nuôi hay cưu mang một bé mèo cơ nhỡ thì liên hệ với bạn Huy. Hay quá. Dạ. Rồi, chúc Huy và mẹ nhiều may mắn và đặc biệt là luôn khỏe mạnh và sớm có nàng dâu tương lai về cho mẹ nha. Cảm ơn đã đến với chương trình. Quý vị, như vậy là một cậu con trai tốt tính hiền lành của một gia đình đã phải dừng cuộc chơi. Chỉ đơn giản là cậu ấy đang có một trong những sở thích động chạm đến nỗi sợ.
rất là khắc nghiệt của gia đình nhà gái. Nhưng không sao cả, qua đó mới thấy được rằng là nhà gái hoàn toàn đưa ra quyết định đúng đắn để tìm ra ba gia đình xuất sắc trong bốn gia đình, đến với vòng tiếp theo của chương trình mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, đây là vòng 2 của thông gia song đấu mang tên Trái Tim Chân Thành, để xem nhà trai nào sẽ xuất sắc vượt qua thử thách ngày hôm nay. Ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt về vị trí của Ba Phúc, tại vì con trai của Ba Phúc sẽ là người xuất hiện đầu tiên ở vòng 2 này. Hãy cùng chào đón anh Tuấn. Chào Tuấn. Em cao mét mấy? Dạ mét 78 á. Đó. Tôi muốn nhấn đi nhấn lại cái điều này để cho ai kia đó nghe nha. Dạ. Dạ. Giới thiệu lại một lần nữa cho các gia đình được biết nào. Thì em tên là Lê Nguyễn Anh Tuấn và hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Em cũng mới xuất ngũ đầu năm ngoái thôi. Oh. Dạ, nên là em vẫn tiếp tục đi học con đường đam mê nghệ thuật của em. Ừ. Dạ. Hiện tại thì em cũng đang dạy ở trung tâm để dạy mấy bé nhỏ về đàn guitar, piano, organ. Hay quá. Dạ. Dạ. Ngoài ra thì em cũng có sở thích là chơi bóng chuyền, dạ, tập gym. Dạ. Trời ơi, con chuột bự lắm. Săn chắc, tướng tá ngon lành ha. Trong quân ngũ nó mang lại cho em giá trị gì? Nhất là tính tự lập, tính kỷ luật, kiên trì, đồng đội và tính trách nhiệm cao. Dạ. Như đó đủ làm chồng em chưa? Sẵn sàng thử thách á? Dạ rồi. Rồi, qua bên đó mời Thư qua đây giờ bên Hiếu đi. Được, ổn quá. Một phút, bắt đầu. Thì em cũng hơi áp lực vì bạn cũng là Việt kiều về. Cũng một bài hát nhỏ nhỏ dành cho bạn và gia đình, tất cả khán giả. Dạ. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Dạ, xin cảm ơn. Theo như mình biết bạn thì cũng tự lập rất là sớm. Đúng rồi. Nên là mình cũng đang trên con đường tự lập, tự chủ về tài chính của mình. Mình và bạn thì cũng rất là hợp gu, đó là tính tự lập với nhau. Nên là hy vọng bạn cũng có thể cho mình một cơ hội để có thể tiến sâu hơn về mối quan hệ. Hay quá, dễ thương à. Ổn không mẹ? Ổn. Ừ, đó, đó. Ổn. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Dậy trước cho em nó có động lực mẹ ha. Cái trước tiên á là mẹ thích những chàng trai mà đi ra từ quân ngũ. Hay quá, có điểm cộng à. Không, thật sự mẹ thích lắm. Là trước tiên là mấy bạn đó là có tinh thần trách nhiệm, có tính đồng đội, có tính kỷ luật. Đó là một phút đầu tiên đã có quá nhiều cảm tình từ nhà gái. 30 giây tiếp theo là em không được nói, chỉ hành động thôi. Chọn hành động nào đó dễ thương, gentleman gì đó dành tặng cho cô gái này nha. 30 giây bắt đầu. Thank you.
Hết à? Rồi. Dạ, 3 phút ơi. Dạ. Nãy giờ 3 phút chứng kiến hết rồi phải không? Dạ, chứng kiến đã thấy hết rồi anh. Ba thấy ổn không? Rất là hợp gu, rất là thích luôn á. Rất là thích luôn hả? Thích luôn á. Dạ. Ủng hộ luôn. Dạ, 3 phút có chuẩn bị gì để cưới dâu về chưa? Dạ, nếu mà ủng hộ thì em mua mau chín gà, nghè chín ngựa, cửa chín hồng quá ơi. Để về cưới luôn á. À, ý ba Phúc dí con trai ba là Sơn Tinh đó ha. Đúng rồi. À. Dạ, đúng rồi đó. Dạ, vậy bây giờ ba Phúc có một phút để thuyết phục thêm nhà gái. Ba Phúc muốn nói gì nói, mình cam kết tương lai, mình cam kết sau đó để nhà gái yên tâm nè. Dạ, mời ba. Tính cách hay gì đó thì bên con trai của mình cũng đã thể hiện rồi đó. Dạ. Thì lại thấy không? Dạ. Những cái tài năng của bạn ấy, thí dụ như là nè, hát hay nè, rồi biết biết nói chuyện là khéo léo điềm đạm, xuất ngũ ở trong quân đội ra đó. Quân đội đã rèn luyện cho bạn những luyện. Tính tốt như vậy. Cái bản tính rất là tốt, và cái nhất là cái gu là bạn nói là phải tính là tự lập cho bản thân mình để mà nuôi sống được gia đình đó. Dạ. Là mà lập bản thân và sau này có lẽ là con và nuôi được vợ con của mình nữa. Cho nên là thấy là hai bạn rất là hợp với nhau. Và nếu mà hy vọng là bên nhà gái sẽ suy nghĩ đắn đo cho kỹ và lựa chọn và cho bạn một cơ hội, nếu mà ok mà được làm xuôi bên đó thì ok, ủng hộ là coi như là muốn gì thì bên nhà trai cũng đồng ý hết, chiều hết. Hay rồi. Quá. Thưa vậy. Dạ. Rồi, thưa quý vị, chúc mừng gia đình nhà trai số 1, chúc mừng con trai của ba Phúc đã làm thật là tốt, và chúc em gặp nhiều may mắn để có mặt ở vòng trong nha. Em ấn tượng bạn tại vì bạn hát hay. Hát hay dạ, ha. Giọng bạn rất là ngọt ngào, nó ấm áp. Với lại em cũng ấn tượng là bạn đã từng đi lính, thì bạn xuất ngũ thì em rất thích những chàng trai đi lính, tại mấy người đó sẽ rất là tự lập, có cái luật cao. Dạ, thì em đó là ấn tượng đầu tiên của em. Nói chung là ổn đi ha. Dạ. Thưa quý vị, đó chỉ mới là con trai gia đình đầu tiên lộ diện ở vòng này, đã mang lại quá nhiều sự thú vị cho chúng ta để xem con trai của mẹ Thủy xuất hiện tại đây với diện màu như thế nào. Chúng ta cùng chào đón Tuấn Dương. Chào em. Dạ. Chào chàng trai 1m72. Số đây là số đo từ thời phổ thông anh ạ. À, bây giờ khác rồi hả? Chắc bây giờ nhiêu rồi? Bây giờ thì là lên được 3 phân nữa rồi. 1m75 rồi. Vâng. Thú vị quá. Thú vị quá. Thế là cũng ổn rồi. Vừa đủ chạm mốc mình vừa mong muốn nha. Dạ. Mặc dù có hạ một chút xíu chỉ tiêu. Bây giờ để tự tin giới thiệu lại, hồi nãy mẹ giới thiệu cái gì thiếu á, mình cần bổ sung mình bổ sung luôn để mình lấy bình tĩnh. Mời em. Ông em đang rất là bình tĩnh, và mẹ những gì mẹ giới thiệu mà cần phải đính chính thì em đính chính rồi. Hay quá. Đính chính liền cái chiều cao rồi phải không? Vâng. Có mỗi cái đi sai thôi. Còn gì nữa không? Về em cơ bản thì giới thiệu thêm cái gì nữa không? Giới thiệu thêm thì em nghĩ là mẹ nói cũng đủ đấy, cũng không có gì phải giới thiệu thêm đâu. Không cần thêm ha. Dạ, vậy thôi mình làm quen với cô gái này luôn nha. Vậy trong một phút muốn nói gì nói, ok không? Ok. Rồi, vậy mời bạn qua đây giùm anh đi. Ok em. Rồi, anh mời em. Dạ, cảm ơn. Chào em. Cam Thư nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, đây. Một phút lời nói chân thành, xin mời hai em. Cam Thư. Dạ. Anh rất là mến em. Nhưng mà anh có một vài cái thắc mắc này anh muốn hỏi nhé. Dạ. Theo như anh được biết thì em rất là thích những cái anh chàng chững chạc, đứng đắn, và như em nói là hơn tuổi em đúng không? Dạ đúng. Anh thì chắc là đáp ứng được cái hơn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà anh thắc mắc thế này này. Tại sao em thích một cái hình mẫu đàn ông như vậy mà lại chưa từng gặp ai như thế? Dạ, tại vì lúc mà em học ở bên kia thì em kiểu chỉ lo đi học rồi đây làm thêm kiếm tiền thôi. Nên kiểu em cũng chưa có nghĩ về chuyện đó lắm. Sau với lại em cũng, có thể là em chưa có duyên á anh. Kiểu duyên chưa tới nên em duyên cũng chưa có cơ hội, kiểu chưa có hình được tiếp xúc với ai mà đáp ứng tiêu chuẩn như vậy hết. Thế hả? Dạ. Chắc là em cũng chưa có bạn trai nào mà là một người như em vừa nói. Mà em lại biết là mình thích một cái tip người như vậy thì em có chắc là mình phù hợp với cái tip người như vậy không? Em cũng tự tin là mình sẽ phù hợp với người như vậy. Em có cái tự tin là em rất là đáng yêu. Nó là một cái sự trong sáng, một cái sự hồn nhiên. Anh rất là quý cái điều đó. Cá nhân anh nghĩ nhá, cái này là anh nghĩ chủ quan thôi. Anh nghĩ rằng là em thích một tip người đàn ông như vậy, nhưng có lẽ là em cũng chưa phù hợp với cái tip đàn ông đấy đâu. Còn anh không biết là anh có phải là hình mẫu em thích hay không, cái đó anh chưa biết. Nhưng anh nghĩ rằng là hiện tại thì cảm xúc của anh nó cũng
chưa thực sự là mạnh được mạnh lắm. Anh nghĩ rằng là anh đang quý mến em thôi. Anh cũng hy vọng là em sẽ có những cái thay đổi nào đó để cho có thể là anh sẽ có một cái cảm xúc khác. Thì đây là một vòng thi chân thành nên anh phải nói những lời chân thành. Và cái điều đó cũng đã phạm vào, lấn vào giờ của những gia đình khác rồi. Cho nên có lẽ anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Chào con trai. Cô cảm ơn con đã nói ra những lời mà thật sự là rất là cần thiết. Bởi vì khi mà vừa thấy con là cô cũng se thắt lòng lại. Bởi vì cô cảm thấy là con không phù hợp với con gái út của cô. Nhìn nó rất là trong sáng, rất là hiền lành như một con thỏ con. Đó thì cô sợ là nó sẽ không phù hợp với tiêu chí của con ngay từ đầu. Nó nói với chương trình rằng là thích những người mà từng trải và lớn tuổi hơn. Nhưng mà khi mà con xuất hiện á, là cô chợt ái ngại. Thật sự là như thế này, con rất giỏi. Con đã là chủ hai nhà hàng. Bởi vì Thư còn rất là non, Thư sống rất là đơn giản, rất là trong sáng. Nếu mà kết bạn với là một người mà lớn hơn rất là nhiều như con thì cô sợ Thư không đáp ứng được. Bởi vì con cần một cái bến đậu bình yên, tức là con cần những bạn mà nhỏ hơn con chừng vài ba tuổi thôi. Thành ra cô cũng không bất ngờ khi mà con nói là con không phù hợp với Thư. Thì rõ ràng là cô cũng thấy là hai đứa là không phù hợp với nhau. Thì một bên chỉnh chu, một bên hời hợt của cái tuổi trẻ thì khó mà hòa hợp được. Dạ vâng, cháu cũng rất là cảm ơn những lời chân tình của cô. Dạ. Có lẽ đây là vòng thi chân tình. Dạ. Cho nên chúng ta đều đã nói ra nỗi lòng thật sự của nhau. Đúng rồi. Vâng, cháu rất cảm ơn ạ. Đó, với lại thêm một cái điều kiện nữa là cô cũng hơi lo là khoảng cách cũng hơi xa. Đó, tại vì Thư là gái út của cô. Đó, rồi không biết rồi mai mốt là đưa nàng về Vinh. Tại vì con rõ ràng là con ở Hải Phòng mà con đã có hai cái nhà hàng ở đó rồi. Ôi cô ơi, nhà hàng con ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, một cái ở quận Bình Thạnh, một cái ở quận Nhất. Như vậy là thật sự là cô rất là ngưỡng mộ con. Bởi vì con là coi như lập nghiệp nơi xứ người như vậy mà con đã thành công như vậy. Con rất là giỏi, rất là đáng để cho cô ngưỡng mộ, tuổi trẻ tài cao. Con quá chỉnh chu từng chi tiết, quá sành sỏi trong cái giao tiếp, trong công việc, lẫn cuộc sống, lẫn đủ mọi thứ hết. Hiện giờ cuộc sống của Thư đi học, buổi tối đến y là ai dạy anh văn. Đó, rồi chơi bời với bạn bè cùng trang lứa, thành ra sẽ không có được những cái chỉnh chu. Nó không biết nấu ăn, con này nấu ăn rất giỏi. Rồi cô cũng cảm ơn con, là con cũng chân thành, con cũng nói lên là Thư còn quá trẻ để mà đến với con, nhường sân chơi lại cho hai bạn khác. Cô cảm ơn con. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Anh một lần nữa anh phải nói là anh rất là mến em. Nhưng mà như em thấy đấy, cái này có lẽ là anh em mình cũng gọi là có cái duyên được gặp nhau. Nhưng mà có lẽ anh cần một người phụ nữ khác và em cũng cần một người đàn ông khác phù hợp hơn. Anh chúc em là tìm được một nửa của mình ở hai gia đình còn lại. Cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. Em cũng xin phép chương trình là em và mẹ xin phép được ra về. Dạ. Không sao cả. Dạ. Mời mẹ lên sân khấu ạ. Rồi, đầu tiên là cảm ơn mẹ. Con trai của mẹ đưa ra quyết định như vậy chắc là ngoài dự định của mẹ phải không? Mình rất là buồn, mình muốn con mình được lấy vợ là mình cưới liền luôn. Mà bây giờ con mình nó không đồng ý thì mình cũng phải chiều cháu thôi. Dạ, ý của cháu. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng thì trai Hải Phòng không lòng vòng. Ở đây là vòng lời nói chân thành mà, cho nên là có sao nói vậy thôi em ha. Vâng, đúng ạ. Thì thôi chương trình cũng tôn trọng, quan trọng là cái sự ra về của em không làm mít lòng của ai cả là vui rồi. Người trong cuộc hiểu nhau, anh tin rằng đó mới quan trọng. Và thì chúc mẹ luôn mạnh khỏe, công việc kinh doanh của em luôn tốt, và đặc biệt là sớm tìm thấy một cô gái phù hợp với mong muốn của mình. Dạ vâng. Dạ. Xin cảm ơn hai mẹ con đến với chương trình. Như vậy hai chàng trai đã lộ diện và một chàng trai đã dừng cuộc chơi. Và ngay từ đầu bằng lời nói chân thành đã chia sẻ chưa cảm thấy phù hợp. Và rõ ràng là ở vị trí của Thư thì mình cũng thấy chưa phù hợp, đúng không? Dạ đúng. Cho nên thôi thì bớt một người thì mình dễ chọn hơn, phải không nào? Dạ, dạ đúng. Dạ, vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy xem chàng trai còn lại chưa lộ diện với diện mạo như thế nào. Cùng chào đón Gia Hưng, con trai của Ba Nam.
Em chào anh. Khỏe không? Dạ rất là khỏe anh. Ra cuối là mình có lợi thế ha. Dạ. Là mình biết diễn biến ở ngoài này cũng những cảm xúc, đặc biệt là hai bạn trước chắc chắn sẽ mang lại cho mình những kinh nghiệm nhất định. Vậy thì có cần giới thiệu lại về mình hay là ba có giới thiệu thiếu gì đó? Mình giới thiệu lại đi, tên, tuổi, công việc, sở thích nào? Lần đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến bạn nữ và nhà gái và các phụ huynh của những thí sinh khác. Em tên là Đỗ Gia Hưng và năm nay em 19 tuổi. Mới vừa ra trường được khoảng 6-7 tháng. Vừa lên thành phố Hồ Chí Minh em bắt đầu với công việc là làm PT tự do. Bên cạnh đó em cũng làm người mẫu. Dễ thương quá. Giờ là có công việc PT tự do với người mẫu. Định hướng sắp tới làm cái gì? Định hướng sắp tới của em là lấn sang bên điện ảnh. Lấn sân điện ảnh, mê diễn xuất. Dạ. Có khiếu không ta? Khiếu thì không hẳn. Không hẳn, tập ha. Quan trọng mình có sắc bốc, mình có đam mê, mình có rèn luyện là được thôi. Dạ. Giờ bình tĩnh tự tin để gặp gỡ với Đan Thư chưa? Dạ ok. Trời cười tươi quá à Thư ơi. Ha. Dạ. Thôi được, quan trọng là cười tươi thì có năng lượng ha. Thôi thì qua bên kia, mời Thư qua đây giùm anh Hiếu nha. Ok. Rồi đây. Thử thách. Một là lời nói chân thành, hai là hành động chân thành ha. Lời nói chân thành là một phút. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Mình xin chào bạn. Chào bạn. Thì mình có nghe là bạn là một người không thích con vật. Bạn rất là sợ con vật này và kia khi tiếp cận. Thì gia đình mình thì kinh doanh về hải sản, tức là sẽ tiếp xúc nó hàng ngày. Cho mình đứng chính chút được không? Thật ra thì nếu mà về hải sản kiểu tôm, cua, ốc này nọ thì mình không có sợ. Tại vì lúc mà mình đi du học là mình làm thêm ở nhà hàng hải sản, làm về crawfish. Cho nên mình cũng tiếp xúc với lại hải sản hàng ngày. Cho nên kiểu chắc là ngoại lệ thì mình không có sợ tất cả động vật hải sản. Thì thật sự là Hưng nghĩ là Hưng và bạn không hợp lắm. Một hai người có cái độ tuổi nó quá lệch nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, trải nghiệm cũng khác nhau. Nên là đúng là có thể đến với nhau những thời gian đầu thôi. Thời gian đầu mọi thứ sẽ rất là hợp, nhưng mà về sau sẽ có những cái tạo ra mâu thuẫn. Sao? Ý em giờ là sao? Tại vì Thư đã nói là Thư không có quan tâm tới mấy cái con ốc này nọ là bình thường. Thư đi làm nhà hàng hải sản là bình thường thì vẫn được mà, đâu đến nỗi nào đâu. Thực sự thì khi mà nghe về Thư lần đầu tiên á, em rất ấn tượng vì Thư là một người có học thức và rất là giỏi, chịu khó học hỏi. Nhưng mà em cảm thấy hay là để mẹ nói giùm con trai nha, mẹ thấy con trai ngập ngừng quá. Dạ, đúng rồi. Tức là trước tiên là con trai ngại là bởi vì Thư lớn hơn con trai tới 5 tuổi. Trình độ học vấn của Thư cao quá, Thư đang học đại học lần thứ nhì. Coi như là bạn mới vừa tốt nghiệp cấp 3 thôi, thành ra bạn còn ngại ngần. Bạn còn ngại ngần cái khoảng cách học thức giữa bạn với lại Thư. Đó là cái thứ nhất, rồi cái tuổi tác nữa. Cái tuổi tác là 5 năm, nói chung là cũng hơi nhiều. Khi mà bạn thấy Thư, bạn rất là có cảm tình với Thư về cái diện mạo bề ngoài chẳng hạn. Đó, nhưng mà qua cái profile đồ này nọ của Thư đồ đó thì bạn cảm thấy là bạn ngại ngần. Thành ra có thể là bạn sẽ nói là bạn sẽ dừng ở đây. Đúng không? Mẹ nói giùm con trai như vậy đúng không hả con trai? Dạ, bây giờ đúng. Rồi. Anh nghĩ rằng như vậy nè, em trai. Anh biết rằng đối với đàn ông á nha, thì sẽ thường có một cái tâm lý thế này. Nếu thấy một người phụ nữ quá giỏi, một người phụ nữ hơn mình về trải nghiệm, quá giỏi hơn mình, thì mình dễ bị tự ti lắm. Quan trọng là em có ngại cái bạn gái lớn hơn mình 5 tuổi hay không thôi. Tại vì anh tin rằng là cái tuổi tác giờ đây, thời buổi này nó không có quan trọng. Quan trọng là mình trải nghiệm, mình tìm hiểu. Là tại vì ở đây nè, cái lợi thế nha, theo anh, nếu anh là em nha, mà nếu anh biết một người phụ nữ lớn hơn anh 5 tuổi, mà người phụ nữ ấy vừa có kỹ năng tiếng Anh nha, vừa là du học sinh nước ngoài về, thì cái tâm lý của bạn cực kỳ thoáng đãng. Bạn không có bị khắt khe, bạn không có bị đâu đó nó quá cứng nhắc. Mình lại dễ tiếp cận, mình dễ làm quen, mình dễ vui vẻ nè. Bên cạnh đó thì bạn này gia đình cũng cực kỳ thoáng và tạo điều kiện quá tốt cho bạn. Thì anh thấy rằng là mình cứ tìm hiểu thử đi. Tại sao không cho mình một cơ hội tìm hiểu mà lại cứng nhắc đến mức độ là mình cứ một hai thôi, mình tự ti quá, mình thấy mình thua kém nhiều quá, mình không chịu. Ủa?
có thể cho ba cắt lời chút xíu không? Dạ. Thì thật ra con trai á thì đúng như MC cũng chia sẻ là không có nên quá tự ti. Dạ. Nhưng mà bản thân về gia đình là người làm cha thì mình có một số cái vấn đề như vậy thì con mình tự ti cũng đúng. Thứ nhất á là như hồi nãy ở lúc đầu á là ở bên mẹ có nói là rất là sợ nhiều loại động vật. Thì nói thật luôn, khi mà làm hải sản á là bản thân cháu phải tiếp xúc trực tiếp, bởi vì là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á mà người ta nói về làm dâu á, không lẽ cơ ngơi ở dưới Kiên Giang cháu có đi xa được hay không là cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba á là cháu bị một cái vấn đề là cháu nhìn cháu rất là tiểu thư, thì cái những cái công việc mà để làm marketing á thì phải vào bếp núc để làm những cái món ngon để có thể post lên thì người ta mới thấy cảm thấy hấp dẫn, người ta mới muốn mua hải sản của mình. Chứ họ bây giờ mà không quảng cáo, mà làm marketing mà chúng ta không quảng cáo thì marketing cũng không có thể nào phát triển được. Thì cháu lại bị giới hạn là cháu không biết nấu ăn. Thứ tư nữa là do là bản thân của cháu được cảm thấy là mình cảm thấy là được hơi nuông chiều, nên cái tính tiểu thư đó thì một người đàn ông nhỏ tuổi hơn rất là khó chịu. Đó là những cái vấn đề mà người cha rất là trăn trở. Và cháu ở đây đã được đi học nước ngoài thì đôi khi cái trình độ nó cảm thấy trở thành một rào cản tự ti rất là lớn. Đó thì mình chia sẻ vậy, không biết nhà gái thấy có hợp lý hay không. Chào ba, để mẹ Thư nói một số vấn đề như thế này. Tức là cái trước tiên mẹ Thư thấy không đúng ở cái chỗ này, là những người làm marketing không hẳn ai cũng biết nấu ăn. Tại vì marketing là quảng cáo cho tất cả mọi sản phẩm trong đời sống tiêu dùng của con người, thành ra chắc gì họ biết nấu ăn. Thành ra cái bạn Thư, nếu mà bạn làm marketing cho công ty của ba thì bạn chỉ là cái người đưa hình ảnh ra khắp nơi để cho khách hàng tiếp cận. Và cái chuyện mà cái người mà đứng để mà chế biến ra cái sản phẩm đó là bếp nhà ba chứ không phải là bạn Thư. Bản thân của mình á là cũng là một người kinh doanh hải sản thì mình cũng rất là biết rõ bây giờ thời đại này á họ không còn cái kiểu mà đưa hình ảnh nữa, mà họ thực tế. Ví dụ mình muốn có một cái sản phẩm từ là sản phẩm thô bán được có vài chục ngàn một ký, nhưng mà để trở thành một món ăn người ta thấy hấp dẫn bán được vài trăm ngàn một ký thì bản thân họ phải hiểu được có con mực đi làm món gì mới ngon, thì mình phải có thả hồn vô được thì marketing nó mới phát triển được. Dạ đúng. Mình phải hiểu cái món đó là cách thức làm thế nào, phối mùi vị ra sao, chứ không thể nào kêu đầu bếp anh cứ làm đi rồi tôi sẽ viết không, bài không mà phải. Tôi không có kiến thức về mảng đó. Tức là nếu mà ba nhờ một nhà marketing đến quảng cáo cho ba, ba phải cung cấp những cái tư liệu cần thiết để cho người ta. Đúng, đúng, mình công nhận chuyện đó, nhưng mà cái người đó không thả hồn vào được cái sản phẩm thì nó là fail. Cái chuyện thả hồn là cái chuyện chuyên môn của Thư, tại vì Thư đã học 4 năm ở đại học rồi. Và mình cũng e ngại ở chỗ vậy nè, bởi vì Thư nếu mà chỉ lý thuyết thôi thì bản thân không lẽ bây giờ chồng có cán đáng hết từ A tới Z hết rồi đi làm nè, nấu ăn nè, lau nhà, quét nhà, giặt đồ, thì vậy Thư làm gì? Xin lỗi ba, bạn Thư đã ở ngoài 7 năm trời, mẹ chỉ bay đi qua rồi xong xuôi mẹ phải về, chứ mẹ không có visa để mà mẹ ở lại. Mẹ chỉ ở 2-3 tháng rồi mẹ về thôi. Đó, thì những lúc không có mẹ, Thư làm gì? Thư sống, Thư tồn tại được cho tới ngày hôm nay. Thật sự á, con trai của ba đó mới là trong vòng tay của ba, chứ Thư là thoát khỏi cái vòng tay của mẹ là 7 năm trời rồi. Cháu chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 3 đó. Nên mình mới thấy là cái sự này là không khập khiễng, không phù hợp giữa hai cháu đó. Nên mình rất là e ngại cho cái chuyện tương lai của hai cháu, thì mình mới diễn giải những cái thứ mà gia đình mình đang có và con trai của mình đang như vậy. Mẹ rất hiểu cái ngập ngừng của con trai của ba, và mẹ thông cảm cái ngập ngừng của con trai của ba lẫn cái ngập ngừng của ba. Do đó mẹ cũng xin phép chương trình là mẹ xin dừng cuộc chơi ở đây với bạn Gia Hân. Mẹ cũng xin lỗi ba và bạn. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Thật ra mà nói thì chương trình này tôn vinh những cái quan điểm của người trong cuộc. Chúng ta ở đây không phải đi lựa giống như lựa một món hàng trong siêu thị. Dạ đúng, phải hợp nhau. Để chúng ta có thể thích thì cầm, không thích thì buông. Tại vì chúng ta còn phải tôn trọng khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Nhưng ở đây đến giờ phút này, có lẽ qua những phần tranh luận và chia sẻ vừa rồi của những người con và của ba Nam và mẹ đây, thì có lẽ dường như cũng không cùng quan điểm với nhau khi lựa chọn một nửa cho con mình. Cho nên thay vì một gia đình đã rời cuộc chơi rồi, dạ, là do mẹ cho phép người ta về, dạ, thì đến lần này
mẹ lại chủ động muốn dừng cuộc chơi một gia đình? Mẹ xin phép được dừng. Dạ, vậy thì thưa quý vị, người trong cuộc đã muốn như vậy thì chúng tôi rất tiếc cũng phải gửi lời chào đến Ba Nam và con trai của Ba Nam thôi, vì chúng ta vẫn còn một gia đình để đến với vòng quyết định của chương trình. Vì vậy, mời Ba Nam lên sân khấu chào khán giả. Một lần nữa cảm ơn em và cảm ơn Ba Nam. Hiếu tin rằng là trong mọi mối quan hệ, khi bất kỳ một lấn cấn nào xuất hiện, nếu chúng ta không giải quyết được nó trọn vẹn thì khó để tiếp tục và duy trì. Cho nên Hiếu cũng vô cùng thích sự thẳng thắn này của các gia đình, để chúng ta cứ bày tỏ quan điểm với nhau đi. Dạ, dạ, chứ để hiểu nhau. Chứ phải căng thẳng phải không ạ? Dạ, đúng ạ. Dạ, cho nên thôi thì chúc Ba Nam và em nhiều may mắn trong cuộc sống, và đặc biệt là sớm tìm cho ba một người phù hợp nha. Cảm ơn Ba Nam và con trai đến với chương trình. Như vậy là từ 4 gia đình ngay ban đầu đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Một gia đình xin dừng cuộc chơi, một gia đình bị nhà gái dừng cuộc chơi ngay lập tức vì bất đồng quan điểm và chia sẻ, cũng như là những lựa chọn mong muốn tương lai cho những người trẻ. Vậy thì từ 4 gia đình chúng ta vẫn xuất sắc còn một gia đình. Tôi sẽ không gọi vòng cuối là thông gia song đấu nữa, mà sẽ được phép thông báo mời quý vị đến với vòng quyết định của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ở vòng quyết định này thì chúng ta dễ dàng cảm nhận được rằng là chỉ còn một gia đình thôi. Cho nên chắc chắn chúng ta đang hồi hộp chờ đợi để xem là báu vật mà gia đình nhà trai mang đến là gì, phải không ạ? Dạ, nhà trai mình chuẩn bị báu vật chưa ạ? Hỏi nhà trai xin ý kiến. Thật sự là bên nhà trai rất là cảm ơn nhà gái. Chúng tôi rất là có thiện cảm với lại những cái tiêu chí bên phía bên nhà gái, và cũng có mong muốn là có một cái kết cuộc đẹp cho hai cháu đó. Nhưng mà sau cái vòng 2 vừa rồi thì chúng tôi lại có thay đổi một suy nghĩ một chút. Là sao ạ? Có một thay đổi chút là vì vừa thấy hai cái gia đình đó, họ đã xin từ chối rút lui vì cái tiêu chí dạ của... Không, có một gia đình thôi, còn một gia đình là do nhà gái đã thấy không hợp cho nên dừng luôn ạ. Tôi cũng thấy hơi lo trong người thôi. Bởi vì nhà gái từ chối là vì ít tuổi hơn. Ít tuổi hơn một tuổi không sao đâu. Bên kia tuổi hơn 5 tuổi lần, cho nên là mới chênh lệch nhiều. Về sau này có biết là nhà gái sẽ ho lấy lý do để từ chối con trai tôi nữa. Thì tôi cũng có những lo ngại tương tự giống như bên gia đình số 4 vậy. Bên đó cũng gia đình cũng hiểu cho tâm lý của một người cha. Tôi thấy là quyết định là trước mắt là bây giờ, nếu mà mình nói là rút lui thì có vẻ nó hơi ấy, vội vàng quá. Dạ. Cho nên là cái vấn đề mà chưa có rõ ràng lắm đâu, cho nên là thôi bây giờ trước mắt là mình nên hai cháu làm bạn với nhau đi, để mình tìm hiểu đi. Nghĩa là ở đây là ba đang cảm thấy rằng là nhà thứ tư vừa bị nhà gái dừng cuộc chơi thì ba đang cảm thấy áp lực cho con trai mình đúng không? Dạ đúng rồi. Xin lỗi đã cắt ngang lời của ba, nhưng mà ba nói từ nãy giờ là mẹ Thư cũng hiểu. Cái trăn trở duy nhất mà mẹ Thư hiểu, lý do chính đáng nhất là cái tâm lý chưa ra trận, ba nghe tiếng súng là ba đã xin đầu hàng. Thành ra mẹ hiểu cái tâm lý đó, và mẹ Thư là coi như là hoàn toàn ủng hộ cái tâm lý đó của ba, tại vì mình không có áp đặt được, đây là phải là một cái tinh thần là tự nguyện. Thì không sao, thì ba cứ việc đi về, không cái sao đó, hết. Không phải, xin lỗi, không phải hiểu sai, không phải là gọi là cái đó gọi là đi chiến trường chiến đấu mà thấy là sợ nhát gan quá. Cái đó không phải là gọi là như vậy. Không, cái này mà là mẹ Thư là ví von. Trong trường hợp này giống như vậy ba, tại vì... Ví von thôi, chứ không phải nói ba nhát gan, tức là cái tâm lý lấn cấn, cảm thấy là không yên tâm đó bạn. Thì tôi thấy là cái tiêu chí của là bên phía nhà trai á, có vẻ nó không có đạt, không có phù hợp lắm với dạ. Bên đó hay nhà gái. Dạ đó. Đúng rồi, dạ đúng. Rồi tôi sợ một thời gian là nhà gái lại chê bai đó, thì lúc đó tôi cũng phiền buồn mà. Dạ cũng tổn thương xấu con trai mà, tổn thương nữa. Dạ. Là tại vì con trai tôi cũng là quý lắm, chỉ có một dạ, đứa con trai cưng thôi. Dạ đó. Đúng. Quan trọng là ở đây là ba phải thấy là cái cơ hội như chúng tôi luôn nói tại thông gia song đấu, đây là một sân chơi, chúng tôi tạo điều kiện cho những bạn trẻ gặp nhau, tìm hiểu nhau, chứ hôm nay mình chưa có kết hôn. Đâu phải lấy liền đâu. Ừ.
Cho nên là việc mà mình sợ cái điều đó thì Hiếu thấy là nó như thế nào á. Thì giờ làm bạn đi, xong rồi cho con trai nó ra, nó có ý kiến quyết định cuối cùng đi. Rồi con trai đi. Giờ ba muốn hỏi ý lại con trai ba phải không? Ờ, nếu con trai đồng ý thì trước khi đến với vòng cuối luôn đúng không? Vậy thì bây giờ nếu như ba đang trong trạng thái hồi hộp và lo lắng quá nhiều cho con ba như vậy, thì thưa quý vị, gặp gỡ luôn ngay tại đây để giải quyết luôn vấn đề này, đó là cậu con trai của ba Phúc. Xin mời. Bây giờ ba em nói như vậy nhưng anh tin rằng á, em là người đã đứng đây, đã tiếp xúc với em đang thư, cũng như đã nghe hết câu chuyện từ nãy giờ. Anh tin rằng á, người trẻ của chúng ta, thứ quý giá nhất là chúng ta có trải nghiệm và đánh giá cũng như nhìn nhận vấn đề. Thì em nghĩ sao? Em có muốn tận dụng cái sân chơi này ngay lúc này, và quan trọng là cảm xúc em có đủ đầy hay không để có thể tiếp tục cùng đang thư tiếp tục đến với những điều còn lại của chương trình hay không? Thì em cũng xin cảm ơn gia đình đàn gái và bạn gái. Thì như lần đầu tiên em gặp thì em rất là có cảm tình với bạn. Dạ, rất là muốn tiến xa với bạn. Nhưng mà sau khi mà tới được vòng 2 và nghe những nhà chơi khác nói về những lý do, và ba em cũng nói lý do đó, thì em xin tạm dừng tại đây. Em, tại sao phải nghe hai nhà kia nói nhỉ? Quan điểm của em đâu? Góc nhìn của em đâu? Tức là cái cảm xúc ban đầu của con không có thật, thành ra con mới bị chi phối như vậy. Chứ nếu mà cái cảm xúc ban đầu của con có thật thì chuyện gì xảy ra cũng không làm chi phối được con. Đó, rõ ràng như vậy đó. Tại em sợ lúc đầu cái tình cảm mình dành cho bạn gái là một tình cảm nhất thời thôi. Thì em cũng thua bạn ấy 1 tuổi, và cái trình độ học vấn của em thì thua bạn cũng là kha khá, nên là em một phần cũng hơi áp lực về vấn đề đó. Anh tin rằng là em bị dao động nhiều quá bởi những quyết định của các gia đình khác, và ba cũng vậy, ba cũng đang bị dao động quá nhiều về những suy nghĩ khác. Thư, em cũng nói gì với bạn ngay lúc này không? Thật ra thì em thấy kiểu không đồng tình với bạn lắm, tại thấy bạn khá là tự ti. Chỉ bạn cứ nêu ra lý do là tại vì khoảng cách tuổi tác, từ khoảng cách học vấn của em với bạn cách xa, và bạn lấy đó là lý do để chùn bước. Thì em cảm thấy cái tính đó thì hơi kiểu chùn bước trước khó khăn á. Tại vì sao chưa ra trận mà mình lại rút lui rồi? Đó là cái việc mà anh cảm thấy được rằng là tại vì sao đến thời buổi hiện đại rồi mà vẫn có những cái suy nghĩ khi mình thấy người ta đưa ra những cái quan điểm rồi mình lại hùa theo, hay là mình phải đi theo những quan điểm đó, thấy không tốt. Cái trái tim của em nếu đủ thổn thức, đủ cảm xúc thì cứ cho chương trình được biết để mình tiếp tục trình báo vật. Còn nếu như em cảm thấy với những gì mà chúng tôi giải bày, cái sự bức xúc của anh, chia sẻ của mẹ và cái sự chia sẻ của em Thư đây, cảm thấy không làm cho em an tâm nữa, thì thôi tụi em đưa ra quyết định. Cho tôi xin phép giúp con trai quyết định cuối cùng đi. Về cái tuổi tác với lại cái trình độ học vấn lại là nó không có phù hợp với lại bên nhà gái, nên là tránh mất thời gian của chương trình của nhà gái hai bên. Thì tôi xin phép là được dừng sớm ở đây để mà rồi để không làm phiền hai bên thông gia nữa. Dạ, thật ra lúc này thì mình được dừng sớm hay không phải là quyết định của mình nữa thưa ba. Tại vì ở vòng này lúc này là nhà gái mới có quyền quyết định. Lần đầu tiên là mẹ cảm ơn hai ba con đã đến đây, và mẹ cũng cảm ơn là ba đã dừng cuộc chơi. Đó cũng là cái ý nguyện của mẹ. Cái này là cô nói riêng với con trai nha, là cô rất là ngưỡng mộ cái việc mà con đã chịu khó 2 năm quân trường như vậy. Đó, cô rất là thích mến mộ những chàng trai mà trong quân ngũ đi ra, nhưng mà cô thấy con mau chùng bước quá. Đó, thì cô hơi tiếc cho con. Còn cái vấn đề là con thương ba, con sợ ba như thế này như kia, giống như là ba trình bày nãy giờ, thì cô hiểu. Nhưng mà cô cũng biết á, là thanh niên ngày nay, tức là họ bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá. Tức là ở đây không phải là cô nói để cô níu kéo, bởi vì cô thấy là rõ ràng hai ba con không phù hợp với gia đình của cô. Cô cũng đã thấy điều đó ngay từ đầu rồi. Đó, nhưng mà ý cô nói là cô hơi tiếc cho chàng trai mà cô mến mộ nãy giờ. Mẹ cũng xin lỗi là coi như cái sự việc nó như thế này, và đồng thời mẹ Thư cũng xin lỗi cả chương trình là như vậy. Dạ, có điều này cho phép tôi được nói. Sẽ có rất nhiều người thấy rằng là một cô gái lên sóng truyền hình rồi từng nhà trai không phù hợp và xin ra về, nhưng không có nghĩa 4 chàng trai tại chương trình là đại diện cho tất cả những người đàn ông ngoài kia.
cho nên mới thấy được cái giá trị của việc gặp nhau, làm quen, trao đổi kỹ với nhau đó. Nó cực kỳ quan trọng đúng không? Chính vì điều đó mà Thông Gia Song Đấu luôn luôn mời đến đây những người làm cha làm mẹ. Tôi tin chính sự có mặt của những người làm cha làm mẹ có thể thổi thêm một ngọn lửa để đun nóng tình yêu của bất kỳ một cặp đôi nào. Rõ ràng là với trình độ học vấn của mình, với những gì mà em đầu tư cho bản thân mình và cái tính tự lập của mình, anh tin rằng là những chàng trai ở đây có thể không hợp, nhưng mà những chàng trai khác ở ngoài kia vẫn đang chờ đợi em, mới có 24 tuổi. Chỉ là ngày hôm nay mình kết nối chưa trọn vẹn thôi. Vậy thôi thì mình xuống sân khấu để mình chào khán giả luôn ha. Dạ. Dạ xin mời gia đình mình ạ. Xin mời ba ra đây ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay quả thật là một đêm đầy cảm xúc đối với tôi. Nó quá nhiều điều mà chúng ta phải suy ngẫm với những quan điểm sống cũng như đưa ra lựa chọn của những người chơi ngày hôm nay. Cả nhà gái và cả nhà trai nữa. Nhưng tôi tin giá trị động lại không phải là việc chúng ta có kết đôi thành công hay không, mà chính là người trong cuộc có thêm kinh nghiệm sống, có thêm trải nghiệm sống và có thêm những quan điểm sống đúng đắn ở ngoài cuộc đời thật, chứ không phải là trên sóng truyền hình. Cho nên dù ngày hôm nay ghép đôi không thành công, nhưng những người trong cuộc cũng đồng thuận với nhau là chưa tìm thấy điểm chung, cho nên hẹn gặp lại ở một sân chơi khác hoặc là một chương trình khác thú vị hơn. Và anh tin rằng là nếu như em vẫn còn muốn dành thời gian của mình cho chương trình và yêu thích chương trình, cũng như gia đình của mình yêu thích chương trình, hãy đến với chương trình. Phương Hiếu sẵn sàng giới thiệu và một lần nữa tìm 4 chàng trai nữa cho mình lựa chàng nào được thì thôi. Rồi vậy đi. Đồng ý không? Đồng ý. Mẹ Thư chịu. Dạ một lần nữa cảm ơn mẹ và các thành viên gia đình của mình. Đặc biệt là cảm ơn Đan Thư đã tin tưởng chương trình. Một cô gái du học sinh từ nước ngoài về với bản lĩnh và tư duy của mình lại vô cùng xinh đẹp, đã đến đây để lựa chọn người yêu cho mình. Và qua đây cũng gửi lời cảm ơn đến Ba Phúc cũng như là em trai đây đã dành thời gian đến đây. Anh tin rằng là những gì người lớn nói nãy giờ không có cơ sở. Mình có thể xem đó là một bài học để mình rút kinh nghiệm, để từ đó mình yêu được thoải mái hơn, yêu được lý trí hơn, cảm xúc hơn, nhưng hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, những điều tuyệt vời này mặc dù không trọn vẹn nhưng lại là những cảm xúc hết sức động đầy. Tôi xin gửi lại cho quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Cảm ơn quý vị vẫn dành thời gian cho Tham Gia Song Đấu mùa thứ 3. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện đến đây là kết thúc. Đừng quên khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Hãy nhận lời chào từ tôi, Phương Hiếu, đến từ Thông Gia Song Đấu. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!